Một lần nữa đối mặt với hết thảy tất cả, Bạch Tú Tú không đau lòng sao? Nàng dĩ nhiên đau lòng, nàng cố gắng như vậy tu luyện là vì cái gì? Chính là vì tại thời điểm cần thiết có thể giúp hắn chia sẻ một chút. Giờ này khắc này đối mặt với cường địch, trong nội tâm của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trận này vô luận trả giá ra sao, nàng đều nhất định là phải thắng, nhất định phải chiến thắng đối thủ trước mắt. Nàng hiểu rõ là Miên Vũ, vừa mới cái kia một trận là Miên Vũ rõ ràng có khả năng không bị thương chiến thắng, nhưng hắn như cũ là như vậy lựa chọn trọng thương đối thủ, tương đương với trực tiếp nắm đối thủ đào thải xa khỏi cục, cũng là vì chính mình. Vì mình hắn mới thụ thương, giờ này khắc này tại Bạch Tú Tú trong lòng cũng chỉ có cái này một loại ý niệm trong đầu. Vương Vũ Giản lúc này cũng đang nhìn chăm chú nàng, thân là chiến tranh cuồng nhân, thiết bối cuồng lòng Vương Vũ Giản đã tham gia chiến đấu có bao nhiêu lần chính nàng đều không nhớ rõ, nhưng nàng rất rõ ràng, trên người của mình cái kia cô đến từ sát lùng ký tức, cho dù là cùng là thượng vị long tộc, cũng có rất ít người có thể không xuất hiện ra nhút nhát, coi như là những cái kia nam tính long tộc đều như vậy, có thể giờ này khác này, theo chứng mặt cái mớ nhìn qua cái này tuyệt mỹ yếu kém trên người đối thủ, nàng này không nhìn thấy chút nào sợ hãi. Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy Lam Miên Vũ cùng Bạch Tú Tú thời điểm, nàng chính là ghen tị. Nàng nguyện ý hùng hãn như vậy sao? Nàng cũng là từ nhỏ trưởng thành tới, có thể mỹ sống sót, ai nguyện ý biến thành sát thần. Nhưng thiên phú của nàng như vậy, nàng sở thuộc lòng chúng bản thân liền khó coi, tại biến thành hình người thời điểm, liền biến thành trước mắt cái này công cáp bộ sáng, nàng có thể làm sao? Nàng còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất nổ điền thời điểm, liền là bị một tên nam tính long tộc chế giễu nàng nữ sinh nam tướng, bị nàng như bị điền đánh một trận tới bới, giảm giá chân mới tính xong việc, cho nên khi mà nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lam Miên Vũ cùng Bạch Tú Tú thời điểm, nội tâm ghen ghét là một cách tự nhiên xuất hiện, ghen ghét vẻ đẹp của các nàng, ghen ghét thân hình của các nàng. Thế nhưng nương tựa theo lấy tranh tài tiến hành, nàng cái này phần ghen ghét ngược lại bắt đầu giảm bớt. Tương phản chính là đối với Lam Miên Vũ, nàng còn nhiều hơn mấy phần khâm phục. Lam Miên Vũ cái kia cực kỳ cường hãn phương thức chiến đấu chính là nàng thích nhất, chính nàng cũng là như vậy chiến đấu. Nàng sớm đã có điểm không kịp chờ đợi hy vọng có thể cùng Lam Miên Vũ bày ra một trận liều mạng đại chiến. Bạch Tú Tú về sau liền bị nàng không để ý đến, lực lượng chú ý của nàng cơ hồ đều tại Lam Miên Vũ trên thân. Vừa mới cái kia một trận, xem Vương Vũ Giản cũng làm máu nóng sôi trào, nhất là hai bên cuối cùng va chạm lưỡng bại cầu thường lúc đó. Mắt thấy Lam Miên Vũ từ dưới mặt đất đứng lên thời điểm, nàng cũng nhịn không được phát thở khèo hò, đây là đứng tại nữ tính góc độ bên trên gieo hò. Tại trong long tộc, nữ tính mặc dù chịu hoan nghênh nhưng lại vẫn luôn luôn là yếu thế. Nữ tính trong long tộc có rất ít đặc biệt cường đại tồn tại, có thể đại biểu cho nữ tính long tộc chiến thắng mạnh mẽ nam tính long tộc. Lam Miên Vũ không thể nghi ngờ, trong lòng của nàng là nữ tính long tộc kiêu ngạo. Mà giờ này khác này, chính là mình mang theo chiến ý tiến vào trong trận này bên trong chiến trường. Nàng lại kinh ngạc phát hiện, trước mặt vị này được xưng là may mắn nữ thần tuyệt sắc nữ tính thượng vị long tộc, giống như khả năng cũng không đơn giản. Tranh đấu bắt đầu, trong tai một tiếng tuyên bố đem Bạch Tú Tú cùng với Vương Vũ Giản suy nghĩ đều kéo lại. Vương Vũ Giản ngửa mặt lên trên trời gào thét một tiếng, đã tựa như là mũi tên xông ra ngoài, không có bay lượn liền là sải bước tiến lên. Tại trong thượng vị long tộc bên trong, nàng có thể nói là ưa thích dùng nhất nhân loại hình dáng chiến đấu long tộc một trong. Nàng ưa thích dùng chiến phủ bổ xà được với đối thủ thân thể cảm giác, cái kia muốn so với long tộc bản thể chà bát, miệng cắn xa là nhiều ra lắm. Cho nên nàng thậm chí là muốn trở thành lòng kỵ sĩ mà không phải tọa lòng, cũng là nguyên nhân này. Mới vừa rồi sải bước xa, tốc độ của nàng đều sẽ tăng vọt mấy phần, trên mặt đất phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang, lưng lẫy khí thế kéo dài tăng lên dữ dội, lấy gần như điên cuồng tư thái phi tốc tăng lên, từng bước một phóng tới Bạch Tú Tú. Hai tay chiến phủ kéo ra tại thân thể hai bên, lan ra mặt ngoài hiện ra sắc vảy màu đen, cùng với tự thần sắc màu đen thần long giáp hòa làm một thể. Bạch Tú Tú cũng đồng dạng không có cất cánh ý tứ, mặt đối với đối thủ hùng mãnh trùng kích, nàng chậm rãi từng bước một bước ra, cùng với đối phương cao tốc so sánh, nàng nhìn qua giống như đi bộ nhàn nhã. Màu xanh đậm thần long giáp phía dưới, óng ánh sáng long lánh lần lòng thích, lạnh lẽo thích khí tức trong nháy mắt đó tràn ngập, từng mảnh màu xanh đậm bùng tuyết dùng thân thể của nàng làm trung tâm bắt đầu hướng ra phía bên ngoài nhộn nhạo lên, tôn lên trên thân ảnh của nàng càng lộ ra vẻ tuyệt mỹ. Ít nhất tại hết thảy người quán chiến nhìn soi mói, giờ này khắc này giao đấu hai bên tuyệt đối là điểm hình chính nghĩa của mỗi tà ác hóa thân, cái này là tướng mạo mang tới chỗ tốt. Vương Vũ San tại trong khoảng cách Bạch Tố Tố còn có 15 m thời điểm công kích cuối cùng cũng ra tay, tay phải vùng lên, trong tay xa luân chiến búa đã quét ngang rời khỏi tay, tại cao tốc xoay tròn bên trong thăng đến Bạch Tố Tố bay đi, dùng lực lượng của nàng tăng thêm cái kia kinh khủng to lớn chiến phủ. Lần này nếu như bị quét trúng coi như là thần long giáp cũng rất có thể ngăn cản không nổi. Bạch Tố Tố cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, nàng dưới chân bộ pháp biến hóa, cả người giống như là truyền nhiên chảy múa lồng dạng tại trong bông tuyết xuyên qua, cực kỳ cung cấp mà thời khắc, lặng yên theo chiến phủ một bên lướt qua, giống như quỷ mỹ đã đến Vương Vũ San phụ cận. Trong tay long thương đâm ra lại không phải đâm về phía của Vương Vũ San mà là đâm về phía hư không. Một đạo màu tím sậm tia sáng bị long thương mang theo vạch ra một đường cong tròn. Vương Vũ San nhìn nàng xông lại, đưa tay liền là một búa, đồng thời thân hình xoay tròn tiếp đường quay trở lại để nhất chuôi xa luân chiến búa, cả người giống như báo kim loại hướng ra Bạch Tố Tố đánh tới. Thế nhưng một cỗ hấp lưng lại tăng yên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nương tựa theo lấy Bạch Tố Tố trong lòng thường vạch ra, cái kia từng đạo màu tím sậm tia sáng mang theo quỷ dị lực dưỡng hấp dẫn tác dụng tại trong Vương Vũ San trên thân. Cái kia dính dính nhờn nhớt tím tia sáng màu đen, cho nên ngay cả nàng chiến phủ cũng không cách nào chém ra, lại không có trực tiếp đối với nàng sinh ra lực lượng sát thương gì, nhưng là dẫn dắt đến thân thể của nàng, xoay tròn tốc độ không có giảm xuống, nhưng công kích hướng đi lại xoay chuyển mấy phần. Bạch Tố Tố dưới chân bộ pháp như là chậm thực nhanh, cố như vậy không ngừng né tránh, nhảy vọt hoặc là tiến lên hoặc là lùi lại, trước sau tung hoánh thủy chung quay quanh tại trong đối thủ bên trên, nhưng là nhường đối thủ không thể nào tới gần người. Trong tay long thường huyện hóa ra tím tia sáng màu đen lại là càng ngày càng nhiều, không ngừng dẫn dắt ra Vương Vũ San thân ánh, nhưng công kích của nàng rơi không đến trên người của mình. Này một màn kỳ dị lập tức hấp dẫn không ít quan tâm. Vương Vũ San thực lực rất nhiều người đều biết, nàng cái kia mạnh điên cuồng đầu là rất nhiều lòng tông cũng mới không nguyện ý đối mặt, có thể tình huống trước mặt lại nhìn qua quả thực là có một chút đặc thù, luôn luôn cố chấp vô cùng là Vương Vũ San, lại có một loại bị người ta nắm mũi dẫn đi cảm giác. Bạch Tố Tố giống như là tại bên người của nàng vũ đạo, có thể mỗi khi Vương Vũ San chiến phủ sắp cận thần thời điểm đó, Bạch Tố Tố thân thể giống như là sớm có sự phản ứng, đều sẽ nhẹ nhàng rơi ở phía xa hoặc là một hướng khác, nhưng Vương Vũ San cùng kích rơi vào không trung. Kéo dài công kích trong chốc lát, Vương Vũ San cũng cảm giác được không đúng, bởi vì nàng phát hiện chính mình thân thể vậy mà càng ngày càng có một loại cảm giác nặng nề, trầm trọng mà cứng đờ. Trong không khí nhiệt độ còn đang kéo dài giảm xuống, mà cái kia từng đạo trải rộng tại thân thể của mình chung quanh màu tím sậm tia sáng lại càng ngày càng nhiều, đối với ảnh hưởng của nàng cũng càng lúc càng lớn. Không tốt, đối thủ này am hiểu là khống chế. Vương Vũ San kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà lại xuất thân từ quân đội, nàng cũng vô cùng có quyết đoán lực, tại trong cảm nhận được không ổn về sau trước tiên liền làm ra phản ứng. Nàng xoay tròn thân thể đột nhiên dừng lại, một đôi chiến phủ đột nhiên trước người giơ lên, bạo hống một tiếng, trên thân long khí điên cuồng bạo động, sắc hắc quang mang đang cùng với thân thể của nàng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài nở rộ. Không cần hỏi ai cũng biết, đây là muốn phóng đại ra chiêm xu thế, tại cái kia thuần túy năng lực bành trướng phía dưới, quấn quanh ở nàng chung quanh thân thể cái kia từng đạo màu đen tia sáng đều bị căng ra. Bạch Tố Tố ánh mắt ngừng trệ, mặt ngoài thân thể ánh sáng đột nhiên trở lên trên là thâm thúy. Một đôi trong mắt trong phút chốc đấy trở lên trên đèn như mực, trong tay long thường vẫn tại từng vòng quanh tròn, đem từng vòng tia sáng hướng về Vương Vũ San phương hướng lướt tới, giống như cũng không có cảm nhận được đối phương muốn bùng nổ đại chiều giống nhau. Gió lốc. Vương Vũ San bạo hống 3 tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chung quanh thân thể sắc ánh sáng màu đen đầu tiên là hướng vào phía trong vừa thu lại, ngay sau đó vô số lưỡi búa hào quang chém bay mà ra, cơ hồ là trong chốc lát, cái này kinh khủng lưỡi búa gió lốc cũng đã đem toàn bộ đệ tam chiến khu ở sân thi đấu bao trùm trong đó. Phải biết cho dù là thượng vị long tộc, so sánh với phong hào đấu là cấp độ thượng vị long tộc, tại trong chiến khu to lớn như vậy phạm vi bên trong, mong muốn bộc phát ra bao trùm toàn trường công kích, tiêu hao cũng tuyệt đối là con số thiên văn, bởi vì cái này bao trùm công kích còn nhất định phải bảo trì cho có đủ mạnh lực lượng công kích mới được. Mà giờ này khắc này, Vương Vũ San liền là như vậy, mà lại là không giữ lại chút nào làm như vậy. Một lần là xong, nàng chính mình biết rằng mình tình huống, nàng phương thức chiến đấu khi thật sợ nhất liền là bị khống chế. Một khi bị đối phương dần dần khống chế, dần dần tiêu hao như vậy, cuối cùng nhất định là nàng lòng lực trước hao hết. Nàng cũng không sợ đối thủ bay lượn, bởi vì nàng cái này lưỡi bùa sờ lốc cũng đồng dạng có khả năng nhắm vào trên không phóng thích. Đây là nàng liều mạng đại chiêu. Một chiêu về sau chính mình liền kiệt lực, không thành công thì là thành nhân. Tại trong phát hiện ra đối thủ tại dần dần khống chế chính mình, mà lại rất có thể tại trong thuộc tính bên trên khắc chế tình huống phía dưới, nàng lập tức không chút do dự